Anh đi tìm Tô Hòa Long cùng đi ăn trưa. Em đi nha. Dạ được. Dù sao em cũng có chút chuyện muốn nhờ Long chỉ giáo. Lần này thằng Khang sẽ cười hiếp con mắt luôn. Anh nghĩ coi, kế hoạch mà công ty đã làm hết 2 tháng lại còn cho nó phụ trách phát triển hải ngoại nữa. Anh nói có tức không chứ? Bây giờ anh kiện nó tin cậy hết vào nó rồi. Nhiều lúc nhìn cái bản mặt nó tôi cũng không chịu nổi. Vậy cũng phải. Dù sao bây giờ em ruột ảnh đã làm ở trong công ty này, ảnh còn nhớ đám anh em tù nhân này nữa sao? Hả? Anh nói vậy là không đúng rồi. Thằng Dân cũng là em trai của ảnh vậy. Nói anh tiếng cho chị hai biết thôi thì đã bị điều qua quân kiện. Biết đâu chừng mai mốt điều anh với tôi đi luôn. Tôi nghĩ chắc là không đâu. Khó nói lắm anh ơi. Trước kia muốn lập Giang Sơn thì đến nó chúng ta giúp đỡ. Còn bây giờ hả? Bây giờ thì sao? Nhưng mà tôi không có ngu vậy đâu. Làm người cũng đừng nên thẳng thắn quá. Lúc có thể kiếm được tiền thì cứ kiếm. Vụ lần trước tôi nói với anh sao? Khoan đã, đợi chút. Anh Bôi. Dạ thưa ông, cần gì? Cái này gọi là nửa sống nửa chín hả? Dạ xin lỗi, để tôi đổi lại. Đối với anh Long với mấy ảnh, anh tính sao? Phải cẩn thận đó. Hồi nhất thời nóng nảy nói vậy thôi, không có gì đâu. Không được nhiều chuyện nha. Tất cả cũng tại em. Trước kia em, nếu là em có một người như vậy ở bên cạnh thì tránh xa chuyện nào hay chuyện đấy. Em biết được thì tốt rồi. Em đối xử với họ thế nào thì người ta sẽ đối xử với em như vậy. Sau này em biết làm người thì tốt rồi, đừng trách họ. Em biết rồi. Anh hai à, em ở lại bên cạnh anh có khi nào không thuận tiện không? Nói những lời lẽ này có ích lợi gì? Anh dẫn em ra là không muốn nhìn thấy em tồi tệ. Nhưng mà Khang à, anh hỏi em, có phải em quyết tâm sửa đổi không? Đến bây giờ anh không tin em sao? Vậy được, anh để mặt má cho em cơ hội. Ở đây em không ngóc đầu lên được đâu. Hãy nghe lời anh, đi qua bên Úc đi. Qua Úc? Anh định hợp tác với tước sĩ Hoàng Ca Lê, ở bên đó phát triển địa ốc. Anh cần một người giúp anh một tay, ở bên đó coi đất đai và mua đất. Khang à, trước kia em ở bên Giang Mỹ cũng làm công việc này mà. Phải. Vậy thì thôi. Ở đây hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là phòng làm việc. Cảm ơn anh hai. Đừng chỉ biết nói không. Nếu muốn cảm ơn anh á, sau này phải biết lo làm việc đó. Em biết rồi. Eva, nói Eric qua bên phòng ông Đinh một chút. Anh mới mướn về, tính cho làm trợ lý riêng của anh. Nhưng mà bây giờ thì em phải làm ở Hồng Kông và bên Úc nữa. Nhiều lúc đặt vé máy bay, đặt phòng, có trợ lý nó sẽ tốt hơn. Anh hai à, em nghĩ tạm thời còn chưa cần thiết đâu. Thì em thử dùng đi. Nếu như không thích á, anh sẽ mướn người khác. Chào hai ông Đinh. Eric à, sau này cậu sẽ giúp ông Đinh này. Dạ. Ông Đinh, đón bà xã phải không? Dạ phải. Tôi rất cảm ơn lâu nay sơ đã chăm sóc cổ. Tôi thay mặt giáo hội cảm ơn vợ của ông mới phải. Ngày nào cũng dành chút thời gian tới đây chơi với mấy đứa nhỏ. À phải, tôi nghe nói là sơ đang chuẩn bị hiệp hội gây quỹ quốc tế giúp đỡ người nghèo phải không? Phải đó, bây giờ đang lên kế hoạch. Về mặt kinh tế mà có khó khăn gì thì sơ cứ việc lên tiếng. Cảm ơn ông trước. Vài hôm nữa thư ký của tôi sẽ bàn bạc với sơ. Làm phiền ông quá. Đừng nói vậy sao mà. Tôi qua đó còn mấy đứa nhỏ đã, hai người cứ tự nhiên nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Anh có biết không, mấy tháng trước á, em không ngờ mình sẽ làm được công việc này. Nghĩ thông suốt rồi, bây giờ như vậy thì tốt. Đứa em quý của anh sao rồi? Thì nó qua lại hai bên Hồng Kông và Úc kiếm tiền cho anh. Nó thật sự một lòng một dạ giúp anh một tay à? Phải, còn rất siêng năng nữa.
Có lẽ Sơ Mã nói đúng lắm. Thượng đế cho nó sống lại ở trên đời để nó có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng mà anh cũng nên cẩn thận đó. Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận một chút. Dư tiền quá mà anh đi làm người tốt. Vô đi. Ông Đinh, vé máy bay đã có rồi. Tại sao không phải bay thẳng? Vé đã bán hết, tôi cố gắng đặt rồi. Ở đâu? Giữa đường sẽ ghé đâu? Philippines. Ra ngoài. Dạ. À, xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm một chút. 4 giờ chiều ngày mai, chuyến bay AB711 giữa đường sẽ ghé đâu vậy? Cô cho tôi biết đi. Khẳng định nè. À, xin lỗi nghe con nữa. Có khi nào ghé qua Malaysia để lấy dầu thêm không? Cảm ơn. Những tài liệu ngày mai phải mang qua Úc, em đã chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Hợp đồng anh cũng xem rồi mà. Tốt lắm. Em thật sự có chắc chắn là thuyết phục được mấy thương gia bên đó sao? Em vào nghề thì đến nay chưa từng làm anh thất vọng. Hợp đồng với mấy thương gia bên đó không có vấn đề. Vậy có thể bắt đầu công trình phải không? Anh hai, anh sắp trở thành vua địa ốc của quốc tế rồi. Khang à, biểu hiện của em cũng rất tốt. Cũng nhờ anh cho em cơ hội thôi. Tiếp tục cố gắng đi. Phần mềm xứng đáng, anh nhất định tính đủ cho em. À, nè ông Đinh, chúc mừng ông nha. Ông Đinh, chúc mừng ông. Chúc mừng ông Đinh. Chúc mừng ông. Chuyện gì vậy? Đinh tổng tài, vừa mới xuống máy bay hả? Anh Long, đừng nói chơi mà. Nói chơi, quyết định cũng có rồi. E rằng ông chủ lớn không đùa với anh như vậy chứ. Tôi phục anh sát đất. Anh biết đầu thai dữ lắm. Có người anh giàu có như vậy lại được cái anh em nghĩa nặng. Công ty không lời được 500 triệu anh cũng được chia 10 triệu rồi. Có bộ kiếp này tay chân quanh có liệt hết cũng không cần lo. Mỗi năm chia hoa hồng thì phát tài lắm rồi. Chúc mừng ông Ninh. Anh hai. Khai, về rồi à? Tại sao như vậy? Em biết rồi hả? Vậy thì tốt rồi, anh không cần phải tốn hơi. Nhưng mà... Cái này là em xứng đáng. Em yên tâm đi. Biểu hiện của em, anh rất có lòng tin. Tổng tài hải ngoại phát triển của nghệ thiệt. Tại sao anh lại chọn em? Bởi vì em là em trai của anh. Trong thời buổi này, anh định đem số vốn bao năm nay của Nghi Thị đầu tư vào những nước khác, như là Úc nè, Canada nè, Mỹ chẳng hạn. Việc làm ăn lớn như vậy một mình anh lo không xuể, nhất định là phải tìm mấy người tin cậy lo dùng. Anh hai, nhưng mà anh không ngại nói cho em biết, một năm mấy nay anh đã thuê thám tử tư theo dõi em. Em đừng trách anh nha. Chắc em còn nhớ trước kia em đã làm vậy rồi. Bây giờ thì không giống trước kia nữa. Anh không dễ dàng tin một người. Em hiểu. Dù gì chúng ta cũng là anh em. Em không trách anh. Anh Long và mấy ảnh á, có cách nghĩ gì anh cũng rất rõ. Cho nên em nhất định phải giúp anh một tay. Khang à, hay là em ở bên Úc luôn đi. Nhiều việc bên đó anh giao hết cho em. Trời ơi cậu Út à, tôi đã nói cậu mau một chút rồi, lại đi trễ nữa hả? Bà buông tay đi, bà hãy về nhà trước đi. Trời ơi, nè cậu cẩn thận một chút nghe. Coi chừng dấp té đó. Nè cẩn thận nghe. Coi chừng té bây giờ. Nè. Nè, bé cừu, bé cừu, bé cừu. Chào chú.
hôm nay đừng đi học. Chú dẫn cô đi ăn kem chịu không? Ông ngoại biết được sẽ chửi con đó. Không đâu. Nè, ông ngoại có hỏi con á thì con nói là bị đau bụng nên không đi học. Được không? Vậy hả? Được thôi. Mình đi. Bé Cường có thương chú không? Thương. Chú cũng thương bé Cường lắm. Cũng như ba thương con vậy, có biết không? Con đâu có ba, ông ngoại nói ba chết rồi. Bé Cường à, chú làm ba của con nha. Hay là vậy đi, gọi chú một tiếng ba được không? Một tiếng thôi. Chứ đâu phải là ba của con đâu. Cũng được ba ơi. Bé Cường, sau này ba sẽ có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Những người trước kia có lỗi với ba, ba sẽ đối xử rất tốt đối với họ. Đến lúc đó ba sẽ đón con về, chịu không? Ngoan. Hả? Em cứ tưởng là anh chưa về chứ. Một mình ở đây làm gì vậy? Qua 12 giờ rồi. Hôm nay là ngày giỗ của dì Dân. Phải á. Xin lỗi nha ông xã, gần đây em có bận rộn lo chuyện gây quỹ cho trẻ em, nhất thời em quên đi luôn à. Khờ quá, có gì đâu. Sao đi? Em đang lo chuyện đến El Salvador phỏng vấn hả? À, hay là ngày mai chúng ta tìm em Dân, em Linh cùng đi cúng dì Dân nha. Anh không có rảnh. Anh phải cùng em Khang qua bên Úc chủ trì buổi lễ đồng thổ ở công ty bên đó. Còn Khang thì... Còn thằng Khang làm tổng tài của buổi lễ khai mạc công ty phát triển, có phải không? Tới bây giờ em vẫn không hiểu. Em không tin nó cũng phải tin anh chứ bà xã. Bây giờ em càng ngày càng không hiểu anh. Anh đang suy nghĩ gì, đang làm gì em hoàn toàn không biết. Thật sự anh muốn cái gì đây? Không có gì đâu. Em à, đừng đa nghi quá. Anh có biết từ sáng tới tối anh lúc nào cũng nhíu mày lại không? Em là vợ của anh cũng không biết anh đang làm gì nữa. Ông xã à. Em hãy yên tâm, không bao lâu sẽ hết chuyện. Mai mốt anh cùng với em đi du lịch để giải buồn, chịu không? Này, sắp 5 giờ rồi, còn chưa nghỉ à? Về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý, chuyến bay là 9 giờ tối nay đó. Em biết, em cũng sắp về nè. Anh nói tài xế đến đón em nha. Không cần đâu, em tự đón xe được rồi. Mất công phí thời gian phiền phức, quyết định gì đi. Đúng 9 giờ, đừng có trễ. Ừ. Buổi lễ khai mạc của tôi sao lại trễ chứ? Ông Đinh, văn bản này có cần mang theo không? Đương nhiên là cần rồi, quan trọng lắm đó. Tối nay đừng đến trễ nghe. Dạ, ông Đinh, tối nay gặp. Phải đúng giờ đó. Dạ. Ra ngoài đi. Bây giờ tối nay đến đón tôi nghe. Dạ. Ông Đinh, có chuyện gì vậy? Tôi bị mất cái bóp chìa khóa rồi. Có khi nào để quên ở công ty không? Trở lại tìm. Dạ được. Cô Ngoan, đợi ba kiếm rất nhiều tiền rồi,
ba nhất định sẽ nhận lại con. Con nhớ đợi ba. Nhớ phải đợi ba. Đến sân bay. Nè, tại sao ngừng lại vậy? Kẹt thang máy rồi, mở cửa. Mở cửa. Anh à, bị kẹt thang máy rồi, đừng có ồn nữa được không? Nè. Anh hai. Anh đã nói là chuyến bay 9 giờ mà. Em nhìn đồng hồ coi, bây giờ mấy giờ rồi? Em biết anh hai à, nhưng cả khu đó bị cúp điện hết. Em còn bị kẹt trong thang máy nữa. Anh biết, anh có coi tin tức mà. Từ đầu anh đã nói với em rồi, sớm trở về nhà để đi sớm. Em chịu nghe lệnh thì đâu ra nóng nổi này. Anh hai à, không phải đâu. Em... Ông tiến sĩ Hoàng Cao Lai đã lên máy bay đi rồi. Lần này vì một mình anh làm nghe thị mất mặt. Vậy bây giờ tính sao? Sao rồi? Chuyến bay tới có trễ không? Cũng may là tới kịp, nhưng không có chuyến bay thẳng, hình như phải về Malaysia. Đừng khoảng bao lâu? Không lâu lắm đâu, chỉ lấy nhiên liệu thôi. Khoảng 10 giờ máy bay cất cánh, chúng tôi phải ngồi 9 tiếng đồng hồ. Ở Hồng Kông và Úc cách nhau 2 tiếng đồng hồ, thì tới đó là 9 giờ rưỡi. Cộng thêm ngồi xe 1 tiếng đồng hồ nữa, chỉ tới nơi là 10 giờ rưỡi. Vẫn kịp buổi lễ khai mạc đó không Đinh? Vậy được, chúng ta khởi hành. Anh ơi, còn đợi cái gì nữa? Nếu đây không kịp rồi á, thì đón chuyến ngày mai đi đi được. Em nói cái gì? Lần này tốt rồi, gia chánh còn không đi, gia phụ với tôi cẩn gì đi. Anh nói vậy là ý gì đây? Ý gì à? Bây giờ không phải là tôi không chịu đi, là em trai của anh không chịu đi. Buổi lễ của người ta cũng không chịu đi, thằng lính láng như tôi đi làm gì? Anh phải đi, anh là tổng giám đốc của nghi thị, anh phải có mặt. Đi. Anh hai. Các vị hành khách, cảm ơn đã đi chuyến bay của công ty chúng tôi. Chuyến bay này là bay đến thành phố Sydney của Úc, dưới đường sẽ ghé Malaysia. Thời gian đến nơi là 9 giờ rưỡi sáng của nước Úc. Chúc các vị có cuộc du lịch vui vẻ. Khang à, lúc nãy ở sân bay anh hơi nặng lời một chút, nhưng mà anh cũng muốn tốt cho em thôi. Em hiểu, em hiểu mà. Có thời gian sao không ngủ một lát? Vừa xuống máy bay là phải đi dự buổi lễ khai mạc của em. Trở về chỗ và thắt lại dây an toàn vào. Cảm ơn hợp tác. Tôi
tới Malaysia rồi. Em có còn nhớ lần đó ở trước cửa tòa án em đã nói một câu? Em nói với anh, em nói là suốt đời này em sẽ không qua Đại Mã nữa. Làm gì được tôi? Lúc đó thật sự em có lỗi trầm trọng. Cũng may anh Hai chịu cho em cơ hội. Làm gì vậy? Em có còn nhớ hôm nay là ngày giỗ của dì Dân không? Anh đã hứa với em, anh có nói phần mà em xứng đáng nhận nhất định tính đủ với em. Anh Hai, họ đừng có giỡn với em mà. Em là em trai của anh đó, em ruột đó. Anh không có làm vậy đâu anh Hai. Không đâu, con người thì sẽ thay đổi. Mọi chuyện là do cái người sắp xếp. Nó là làm tổng tài bị mất bóp chìa khóa, kẹt trong thang máy, toàn bộ là do các người sắp xếp. Tại sao anh làm vậy mà gọi là anh em à? Tại sao vậy? Lần này em chạy không thoát đâu. Nhưng mà không làm tôi chết được đâu. Nếu có chết, tôi phải ôm mấy người cùng chết chung. Chết cùng chết nè, nhìn thấy lại. Làm gì? Anh làm vậy là gọi là anh Hai của tôi à? Đừng có lại. Anh nói đi, chắc anh có nhiều chuyện nói với em mà. Quân à, hai tấm vé máy bay này là đi châu Âu, ngày mai lên máy bay đi du lịch được không em? Sáng nay có rất nhiều ký giả tới hỏi em. Họ đã hỏi em tên tội phạm giết người mấy năm trước xét xử đã dẫn qua Mã Lai chịu tội bị thất bại, tại sao tự nhiên lại trở thành tổng tài hải ngoại phát triển của Nghe Thị, và sau đó thì lại bị bắt ở Mã Lai. Em không trả lời được. Em bản thân là vợ của Đinh Hữu Kiện, đối với chuyện này không hay biết gì cả. Hôm qua là ngày giỗ của dì Dân. Tốt lắm, sắp xếp rất là tốt. Nhưng đột nhiên em lại nghĩ ra. Quân à, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Coi như không hề có chuyện gì xảy ra hết. Sáng mai chúng ta đi du lịch, đi chơi có được không? Anh rất thương em trai của anh mà. Anh đã từng nói anh cho nó chết một lần rồi. Anh còn nói anh nể mặt má của anh, cho nó một con đường sống mà. Tại sao anh lại để nó chết? Tại sao anh lại nhìn em trai của anh chết một cách như vậy? Đừng nói chuyện này nữa. Đừng còn nói nữa. Sao chết? Bé Huy làm sao chết vậy? Đêm đó tổng cộng có 7 người chết. Thật sự họ làm sao chết? Tại sao anh không trả lời em? Tại sao anh không trả lời em? Hổ là... Hùng.
hung thủ bỏ độc là thằng Khang. Quân! Anh! Cuối cùng anh đã chịu nói rồi sao? Bây giờ thì không có gì rồi. Sau này nó sẽ không còn cơ hội hại một người nào nữa. Quân à! Vậy thì có ích lợi gì chứ? Nó lập tức bị đeo cổ. Nó lập tức chết trước mặt em cũng như ít thôi. Bé Quy sống lại được à? Bé Quy không thể sống lại được. Quân à! Nếu bé Quy bị ông điên khùng đó đầu độc chết, em cũng không quá trách. Em chỉ chấp nhận số mạng. Nhưng mà không phải. Bé Quy đã bị thằng Tám Tầng Lương Tâm cướp cổ giết người đó hại chết. Là anh. Là anh. Anh đã cho nó cơ hội. Quân, là anh cho nó cơ hội giết chết bé Quy. Đừng nói chuyện này nữa. Anh hại chết bé Quy. Anh hại chết bé Quy. Quân. Quân à. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi. Anh đi đi. Anh đi đi. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi. Đi đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Anh đi đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Đi đi. Anh đi đi. Tại sao? Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh đi đi! Cẩn thận chút nha bé Quy, được không? Nè, bé Quy, con nhìn đây nè. Chụp hình hả? Nắm tay lại đi. Được, nắm tay đã. Giơ tay lên, không được động đậy nha. Bắn đi, bắn đi. Bắn lên, bắn đi. Ý. Nè, bé Quy à. Nè, bé Quy, bé Quy. Nè, cho tay vào túi đi. Cười lên, cười lên. Cười lên nha. Để hung cây đã. Ok, được, tiếp tục. Tới em ha. À, tới em hả? Thôi được rồi mà, đủ rồi. Vậy vậy cậu hai tới đây nè. Chị ba, chị có gặp cô hai không? Cô hai không có ở trong phòng sao? À, không có gì, chị vô làm gì đi. Dạ. Thân mình. Thật sự em không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Khi em nhìn tới anh thì em lại nghĩ tới con của mình. Nghĩ tới nó vì sao mà chết. Thậm chí em nghi ngờ hung thủ thật sự là thằng Khang hay là anh. Đã tới nước này, em thật sự không biết làm sao đối mặt với anh nữa. Em rời khỏi đây, rời khỏi anh. Em cảm thấy mình nên làm như vậy. Đừng trách em. Đây là cách chọn lựa duy nhất của em. Tạm biệt.
Em có biết không, sau khi em bỏ đi rồi, anh cứ điên cuồng đi tìm em khắp nơi. Anh Kiên, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Em đã quyết định theo giáo hội tới El Salvador làm công tác cứu tế rồi. Tại sao? Anh biết em cứng đầu lắm mà. Được thôi, em muốn làm việc để giải sầu thôi mà. Em đi đi, 3 tháng sau em trở về, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ok. Chính em cũng không biết chừng nào em mới trở về nữa. Quân, Quân à, Quân. Em đi chuyến bay 1 giờ, bây giờ tới giờ rồi. Đừng mà em, anh cầu xin em đừng đi mà Quân. Quân, em đừng đi mà. Hả? Anh nên biết có rất nhiều chuyện không thể nào quay trở lại được. Tại sao lại không thể được? Anh bắt đứa em về Mã Lai, anh đưa nó qua chịu tội rồi, em muốn gì nữa đây? Thật sự em muốn anh phải làm sao? Thật sự em muốn anh phải làm gì bây giờ? Từ ngày mà anh ngồi tù tay cho đứa em của anh thì anh đã làm sai rồi. Giả lại còn sai rất trầm trọng nữa. Sai tới nỗi bây giờ có 10 tánh mạng chết trong tay nó. Cũng chính vì nó là em trai của anh. Cả con trai anh cũng hại chết luôn, anh có biết không vậy? Anh biết mà. Trước kia là lỗi của anh hết. Anh biết là anh đã làm sai. Quân à, nếu em muốn phạt anh, có nhiều cách mà em, không nhất thiết phải đi. Quân, em không thể đối mặt với một người chồng như anh vậy. Em không còn cách nào để chọn nữa. Vậy em đi đi. Tóm lại, anh nhất định là sẽ đợi em về. Đến lúc em không còn trách anh nữa thì em hãy về đi, được không em? Anh đừng khờ dại như vậy, đừng đợi em. Em vĩnh viễn không quên được bé Huy làm sao mà chết. Có lẽ mai mốt em sẽ trở về. Quân, Quân à, em về để làm thủ tục ly dị với anh. Anh sẽ không ly dị đâu, anh không muốn ly dị mà. Anh phải đợi em hồi tâm chuyển ý hay gì. Như vậy đối với anh không được công bằng. Anh nhất định là đợi em trở về bên cạnh anh. Có lẽ suốt đời này em sẽ không trở về đâu. Thì anh đợi em suốt đời. Thời gian có thể làm nhạt phai tất cả. Sau 1-2 năm, em nhất định là sẽ tha thứ cho anh. Đúng vậy, thời gian có thể làm nhạt phai tất cả. Có lẽ 2 năm sau, anh sẽ không còn nhớ tới em nữa. Không đâu, suốt cuộc đời này cũng không. Đừng tùy tiện hứa với người phụ nữ suốt đời. Phụ nữ sẽ tin đó. Ai rằng 3 năm sau, anh đã quên em rồi. Đừng đợi em nữa. Những cô gái tốt hơn em gấp 100 lần anh vẫn tìm được mà. Quân à, anh không thể giữ em lại. Chẳng lẽ đợi em cũng không được sao? Được thôi, 10 năm đi. 10 năm sau chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Thật sự em phải đi gấp. Anh để cho em đi đi. 10 năm? Anh cho là thời gian quá dài à? Được, anh sẽ đợi em 10 năm. Đâu trong 10 năm em chết được về vậy? Mỗi năm sinh nhật của chúng ta, ngày kỷ niệm đám cưới của chúng ta, thì anh sẽ ở đây đợi em về cùng ăn mừng. Mười năm là một khoảng thời gian rất dài. Anh vẫn đợi em sao? Anh đợi. Tạm biệt. Vô đi. Anh Kiên, vừa mới họp hội nghị thường vụ ở Giang Mỹ xong, con trai của Phùng Thế Ban là Phùng Diệu Quốc bỏ hết mọi chức vụ ở Giang Mỹ rồi. Tại sao lại làm như vậy? Ông Đinh, điện thoại đừng dạy ở Mã Lai.
hãy tiếp cho tôi. Alo, ông Triệu hả? Phải. Phán xử ra sao rồi? Cầm. Thằng Khai nó bị kết tội rồi. Bữa khác tôi bàn danh. Malaysia. Có thuốc không? Tôi biết anh sẽ đến. Anh đã phí nhiều nhân lực, tiền của, thời gian, đã nghĩ đủ mọi cách đưa tôi tới đây. Dĩ nhiên là muốn thấy khuôn mặt của một người tử tù khi chết như thế nào. Cảm thấy sao? Có dễ không? Cảm thấy thế nào? Đủ đi. Hả? Không đủ tồi tệ à? Không có thể tồi tệ hơn nữa đó. Anh đối xử với em như thế nào em cũng biết rõ. Em làm đủ mọi chuyện xấu, vậy mà anh không nhẫn tâm nhìn em sống dưới gầm cầu. Cảm ơn. Anh vĩ đại lắm. Anh không cho tôi đói chết. Anh cho tôi hai bữa cơm ăn. Tôi rất cảm kích anh. Em có từng suy nghĩ không? Tại sao phải ra nông nỗi này? Tại sao phải ra nông nỗi này chứ? Bởi vì tôi phải phân tài. Tôi phải anh đâu. Tôi học giỏi hơn anh mà. Nhiều hơn anh. Tôi làm việc nhiều hơn anh. Bởi vì làm việc gì tôi cũng giỏi hơn anh. Tại sao tôi phải ở trong phòng tử tù để chờ chết? Không có gì khác. Anh đừng mơ là bản thân anh tài giỏi. Không đời nào. Anh đừng tưởng là anh làm đúng. Tôi vĩnh viễn không có sai. Là số mạng. Số mạng nó sắp đặt cho tôi như vậy. Tôi sinh ra từ phòng tử tù mà. Và cuối cùng tôi cũng phải chết trong phòng tử tù thôi. Em có từng nghe một câu nói: tính cách định số mạng. Có nghe. Tôi đã từng nghe. Nghe anh có biết tại sao? Tại sao tôi lại có tính cách này không? Là anh trao cho tôi đó. Ông trời đã tạo ra con người như vậy chính là để trị những hạng người như anh. Người nào cũng nói là tôi tán tự lương tâm, nói tôi giết người. Là ông trời. Là ông trời đó. Có liên quan gì đến anh? Tại sao mọi người nói anh đưa tôi đi chết là đúng? Anh là ai? Anh có tư cách gì đưa tôi đi chết? Anh thực hiện là cái gì chứ? Anh đưa tôi đi chết hả? Tôi biết. Lần này anh tới đây cũng chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tồi tệ trước khi chết của tôi.
Anh coi tôi chờ chết như thế nào. Tôi nói cho anh biết, tôi không hối hận đâu. Tôi không sợ chết đâu. Không sợ. Tôi không sợ chết đâu. Tại sao lại ngu như vậy? Được làm luật sư không chịu làm, được học lại không chịu học, mà phải ra nông nỗi này. Có chuyện gì anh có thể giúp được cho em? Em nói đi. Tôi muốn gặp bé Cường. Tôi muốn gặp con thôi.